chết rồi Trân ơi, chết rồi Trân, giờ làm sao đi Trân, chết thiệt luôn rồi đó. Dì buôn bán không sạch sẽ, tôi ăn ốc của dì tôi ối không chết luôn, tôi nằm bệnh viện cả tuần lễ nay nè. Nếu mà dì làm sạch sẽ, dì cho anh ta kiểm tra đi. Mời dì hợp tác để chúng tôi kiểm tra. Tôi là phóng viên Bảo Trân, tôi ở đây để mang sự thật đến cho các bạn. Lại gần tao, hay là mày đi đầu thú đi. Ôi mắc gì phải đầu thú vậy? Thì mày làm ơi, chết thì mày đi đầu thú đi, coi như tao chưa thấy gì hết, tao không muốn nhìn thấy. Biết sao không? Miếng ốc này nè. Sao? Miếng ốc này chết. Ủa mấy con ốc này chết thôi hả? Nhưng mà sao cái tay của mày đỏ vậy? Nãy giờ nghe biết sao không? Tao mê ông nội hàng xóm nè. Cái bắt đầu cái ổng sơn cửa màu đỏ mẹ, cái tao mê không tao bay giờ tao sơn giùm ổng sao giờ. Tay chân á hả, nó dính sơn quá trời luôn. Tại vì tao mê ổng, cái tao quên nó nồi ốc tao ngâm muối mày. Cái ốc chết hết luôn. Rồi giờ sao mà ăn đây? Nhưng mà ai kêu mày ngâm muối? Thúi quá à. Rồi ai kêu mày ngâm muối? Ngâm cho nó sạch, ăn không bị đau bụng thì hỏi gì ngu quá vậy. Mà bây giờ không có đau bụng nữa đâu. Tại sao vậy? Thì đâu có ăn được nữa đâu, đau bụng. Rồi bây giờ làm sao? Thì đi qua quán dì Hai ăn. Quán dì Hai mát lắm. Nhưng mà ngon. Không có ăn được, đó là mát. Vậy cái này có ăn được không? Không. Vậy thì ra quán dì Hai ăn. Thôi mát lắm. Nhưng mà ngon. Mát lắm. Nè, ốc của hai đứa bay đó. Ủa? Tưởng máy bay bỏ dì Hai luôn rồi chứ. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Ốc dì Hai ngon nhất cái sớm này mà không ăn dì Hai ăn đâu trời. Ủa dì Hai, mà con kêu có một phần thôi mà. Thì đó, một phần đó. Mà sao nhiều gì dì Hai? À, bữa nay định nghỉ sớm phải không? Nè, bán cho hai cái miệng tụi bay ăn cho nó đã. Tụi bay ăn hàng nổi tiếng sớm này mà. Để hôm tụi bay bỏ dì Hai tụi bay đi chỗ khác làm sao? Đúng rồi đó dì Hai, ăn như đây đâu đã đâu. Cảm ơn dì Hai ăn. Trời, tao còn có nhiều đó đó, để tao nè, bán nữa. Cái quán này nè, anh đi vô anh kiểm tra giùm em đi. Cái quán này buôn bán không có sạch sẽ nè. Nè nè, anh đi vô anh kiểm tra giùm em đi. Mày nói gì kỳ vậy mày? Nói gì? Dì buôn bán không sạch sẽ, tôi ăn ốc của dì tôi ối không chết luôn, tôi nằm bệnh viện cả tuần lễ nay nè. Bữa nay phải phải qua bóc phốt gì đó. Chúng tôi nghi ngờ cách chế biến của dì không phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm. Mời dì hợp tác để chúng tôi kiểm tra. Tôi bán ở đây mấy chục năm rồi, lần đầu tiên tôi mới thấy cái trường hợp này đó. Thôi dì ơi, dì nói chuyện mắc cười quá. Hồi tháng trước tôi ăn ốc của dì á là tôi đã bị té ghe một chút xíu rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc cho ăn nhiều thứ khác nữa, chứ đồ bánh tráng trộn, lộn tôi ăn chung nên mới bị. Nhưng mà mới hồi tuần trước nè, tôi ăn ốc của dì không mà, tôi ăn ốc trừ cơm luôn đó. Rồi kết quả sao? Tôi vô bệnh viện tôi nằm hết tuần lễ. Do đâu? Do ốc của dì chứ do đâu nữa. Dì buôn bán vậy là chết người ta rồi. Tôi làm nè, tôi có băng bao tay đàng hoàng. Là do ốc chứ không phải do tôi. Thì ốc của dì với ốc của ai nữa? Nhưng mà cái ốc này á là tôi lấy của cái thằng Khang á. Ê gì mà ngay gì mà ăn vô vậy gì? Bây giờ người ta nói tao bán ốc dơ nè là mày giao cho tao chứ đâu phải tại tao. Dì ơi, ốc con giao cho mọi người đều rất là tươi, chưa bao giờ nghe ai mắng vốn cái gì hết. Chắc là do con dì mang bao tay đó, rồi không chịu thay chứ gì. Nè, coi nè, ốc rất là tươi, anh coi nè anh. Đó, thế nè, ốc rất là tươi. Ốc người ta tươi vậy do ốc người ta đâu, do dì làm ăn cậu thả đó. Nếu mà dì làm sạch sẽ gì cho anh ta kiểm tra đi. Mời dì hợp tác để chúng tôi kiểm tra. Làm ăn gì chết rồi. Thôi anh vô để tôi làm nhân chứng cho. Bà còn ngồi đó bà ăn nữa, ói ra đi, đi bệnh viện với tôi bây giờ nè. Thôi nghỉ ăn đi. Mời dì ký. Vì cách chế biến của dì không phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm nên dì đã bị đình chỉ buôn bán trong vòng 6 tháng. Thank you.
Cảm ơn dì đã hợp tác. Nãy giờ con đứng ở ngoài nghe hết rồi. Thôi mà đừng có buồn gì hai. Thì khi nào hết hạn đình chỉ mình mở lại buôn bán lại thôi. Qua cái sự việc này rồi á, dì mở bán lại không biết có ai lời ăn không. Thôi mà dì đừng có nghĩ bi quan như vậy. Ví dụ đi mà trong cái trường hợp mà xấu nhất thì con làm truyền nhân của dì hai đi. Thì dì hai đứng chống lưng cho con, đứng sau bếp nấu. Còn con thì đứng tên con mở quán con bán. Đâu có gì đâu phải buồn. Anh Khang. Sao em? À, chuyện là em sắp tới định mở quán ốc á. Mà lần trước em có thấy là anh giao ốc toàn là tươi ngon không à. Với lại em nghe đồn là anh còn để giá rẻ hơn thị trường nữa đúng không? Anh đính chính với em luôn. Không phải lời đồn, mà là người thật việc thật. Ốc anh mà số 2 về độ tươi thì không có ốc nào là số 1 hết. Vậy anh cho em lấy trước thử mấy ký nha. Mai là em định khai trương mở bán luôn á. Vậy hả? Vậy cho anh xin tiền cọc đi. Em lấy trước có mấy ký rồi, với lại em với anh cũng đâu có phải xa lạ gì đâu mà còn phải cọc hả anh? Làm ăn mà em. Bây giờ ví dụ như em muốn lấy hàng, em phải đưa cọc cho anh chứ. Lỡ đâu em bom hàng có phải anh ôm hàng không? Dạ. Vậy thôi em cọc cũng được nè. Giờ em có sẵn mấy trăm thôi à. Thôi cọc đỡ cho anh nha được không? Ừ, vậy được rồi. Có gì ngày mai anh giao cho. Dạ. Ừ. Khang ơi Khang. Khang ơi. Có chuyện gì không? Cho dì xin lỗi nha. Cái hôm bữa đó đó, cái chuyện nó xảy ra bất ngờ quá, nên dì không biết xử lý làm sao. Nên dì đổ lại là tại ốc của con. Dì biết là con rất là quý dì. Con chọn từng con ốc tươi nhất gửi tới dì mà dì nói con như vậy, mất uy tín con lắm. Dì biết rồi mà, dì biết đó là lỗi của dì. Rồi bữa nay dì tới đây để xin lỗi vậy đó hả? Không, dì định là bán lại. Mà từ bữa tới giờ á, dì cũng đi kiếm mấy cái mối kia, rồi dì đi dò giá gì cũng không thấy cái chỗ nào vừa ý bằng chỗ của con. Ốc của con bỏ cho dì á, vừa tươi vừa ngon nữa. Tất nhiên rồi. Thôi giờ hai dì cháu mình ra quán cà phê rồi nói chuyện tiếp. Quán cà phê bà Sáu hả? Ừ. Vậy con đóng cửa. Dì đi trước nha. Đi đâu ạ? Ủa dì hai Trân. Ủa gặp ở đây thì đưa luôn nè, đỡ tốn tiền xăng. Anh thì không tốn tiền xăng nữa, nhưng mà chắc là sẽ tốn tiền nộp phạt đó. Làm sao? Vì thủ đoạn làm ăn dơ bẩn, bán đồ ăn không hợp vệ sinh an toàn thực phẩm của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Nè nè, cái quán này nè, anh đi vô anh kiểm tra giùm em đi. Cái quán này buôn bán không có sạch sẽ nè. Nè nè, anh đi vô anh kiểm tra giùm em đi. Mày nói gì kỳ vậy mày? Vì buôn bán không sạch sẽ, tôi ăn ốc của gì tôi ói không chết luôn, tôi nằm bệnh viện cả tuần lễ nay nè. Bữa nay phải phẻ qua bóc phốt gì đó. Trong lúc tôi và Thảo nhả ốc ra, tôi đã nhìn thấy anh. Trên xe máy của anh còn có một bịch gì đó. Tôi đoán đó có thể là ốc. Thôi gì ơi, gì nói chuyện mắc cười quá. Hồi tháng trước tôi ăn ốc của gì là tôi đã bị té ghe một chút xíu rồi. Nhưng tại sao anh lại không vào giao cho dì hai? Anh đã quay xe chạy đi. Một lúc sau, anh quay lại. Mà cái ốc này á là tôi lấy của cái thằng Khang á. Ê ê ê ê. Cái gì mà ngay gì mắc vốn vậy gì? Và lúc này, trên xe anh có thêm một bịch khác. Nè, đó nè, ốc rất là tươi. Anh coi nè anh. Đó, đây nè, ốc rất là tươi. Tôi quyết định giả vờ như mình sắp mở quán ốc, lấy hàng bên chỗ anh để tiện cho việc theo dõi anh và điều tra ngọn ngành câu chuyện. Chuyện là em sắp tới định mở quán ốc á. Mà lần trước em có thấy là anh giao ốc toàn là tươi ngon không à. Ốc anh mà số 2 về độ tươi thì không có ốc nào là số 1 hết. Tôi đã phát hiện anh mua những loại ốc thối với giá cực kỳ rẻ. Cái này ông xài ít thôi nha. Quá chất, chết người đó. Biết rồi. Này, ốc này.
thôi nha. Để có đầy đủ bằng chứng để bắt anh, tôi đã nhờ dì Hai đánh lạc hướng anh để thuận tiện đi vào bên trong. Hay gì cháu mình ra quán cà phê rồi nói chuyện tiếp. Vậy con đóng cửa. Dì đi trước nha. Nhớ trả tiền cà phê cho con nha. Biết rồi mà. Công nghiệp ở chợ Kim Biên, không rõ nguồn gốc xuất xứ của các loại hóa chất về ngâm để cho chúng tươi ngon và nặng thêm được vài lạng, và bán lại chúng với giá rẻ hơn thị trường rất nhiều. Đem loại hóa chất này từ trong nhà anh để đi kiểm định. Và rõ ràng đây là loại chất độc hại, không được Bộ Y tế cấp phép cho sử dụng trong thực phẩm. Vật chứng, bằng chứng đầy đủ. Anh còn muốn chối cãi gì nữa không? Thì sao? Tính phá đám chuyện làm ăn của tao hả? Anh theo tôi về phần đầu tiên. Dạ. Tại mày á, mà mấy ngày nay tao không bán buôn gì được hết trơn á. Tao không có tiền luôn nè. Thì giá rẻ thì phải tiền nào của nấy thôi cô. Lần sau mà có lấy hàng của ai thì phải tìm hiểu rõ nguồn hàng để tránh bị thương gia lừa gạt. Con giúp cô tìm được nguyên nhân rồi đó. Lần sau con đến ăn ốc, cô phải bao con một chậu. Cô biết rồi. Khang mua những con ốc chết, hôi thối về ngâm hóa chất khiến ốc sẽ nặng hơn khoảng vài lạng mỗi cân. Trong khi đó, được ngâm hóa chất công nghiệp, thời gian bảo quản cũng sẽ lâu hơn. Sau đó sẽ đem đi bán lại với giá rẻ hơn thị trường và kiếm lời trên sức khỏe của người khác. Ăn ốc tẩm ướp hóa chất công nghiệp rất nguy hiểm với sức khỏe. Hậu quả trước mắt có thể là ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa. Nhưng nếu tiếp tục ăn món ốc khoái khẩu như thế trong thời gian lâu dài thì sẽ nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Trong đó, ung thư là điều không thể tránh khỏi. Tôi là phóng viên Bảo Trân, người giúp các bạn phơi bày sự thật ra ánh sáng.